Mời quý vị theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, trong những năm tháng kháng chiến ác liệt, hàng triệu người con ưu tú đã xung phong lên đường ra mặt trận, để lại phía sau gia đình, làng mạc thân thương. Họ đến với cách mạng chỉ một ước nguyện, sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân và cả tính mạng của mình cho ngày đất nước hát khúc khải hoàn. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo, đất cày lên sỏi đá. Từ những phương trời xa lạ, họ đã sát cánh cùng nhau, đồng cam cộng khổ, thương yêu đoàn kết vì niềm tin sắt son, Bắc Nam sum họp một nhà, hòa bình lập lại, con người đã làm lại vĩnh viễn trong lòng đất mẹ, con người may mắn trở về, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương. Những đồng chí, đồng đội một thời, cùng chung chiến hào, sống chết có nhau, đã gắn kết tình cảm sâu nặng, bền chặt, thâm tình. Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, thời gian qua, phong trào xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên cựu chiến binh nghèo khó khăn về nhà ở đã được các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chỉ tính riêng trong 5 năm, từ 2019 đến tháng 6 năm 2024, Hội cựu chiến binh tỉnh đã vận động các nguồn lực xây tặng 30 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên nghèo, hội viên khó khăn. 105 căn nhà nghĩa tình trao tặng trước nay xuống cấp cũng đã được Hội cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ vốn sửa chữa. Trong khi đó, các huyện thị thành phố trong giai đoạn 5 năm 2019-2024 cũng đã vận động xây tặng, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà mang ý nghĩa nhân văn tương tự. Đến nay, toàn tỉnh không còn hộ hội viên cựu chiến binh ở nhà tạm, nhà dột. Có dịp trò chuyện lắng nghe những câu chuyện cảm động từ những ngôi nhà nghĩa tình đồng đội, mới hiểu hết được ý nghĩa của một chương trình đầy tính nhân văn được các cấp hội cựu chiến binh khơi nguồn và duy trì trong nhiều năm qua. Nhờ sự giúp sức của phong trào, những ngôi nhà xuống cấp của các cựu chiến binh khó khăn đã thay thế bằng một nơi ở mới, khang trang, ấm cúng. Ngoài giá trị vật chất, mỗi ngôi nhà được xây mới, sửa chữa còn có ý nghĩa tinh thần to lớn, góp phần tô thắm thêm tình đồng chí, đồng đội, dù trong thời chiến hay thời bình. Hồi đó là có hỗ trợ bên cựu chiến binh hỗ trợ được 50 mượn thêm, nó mới có cái nhà này. Trước đó thì anh không nghĩ tới việc, chưa nghĩ đến việc xây nhà. Đúng rồi, tại vì nó không có động lực nào để mà xây, cũng nhờ bên cựu chiến binh hỗ trợ cho. Thì cũng gì đó mà mượn tiền làm luôn, chứ bây giờ không có 50 triệu đó thì cũng không làm, cũng đi ở trọ luôn. Với những cựu chiến binh, họ không thể quên những tháng ngày hăng hái xung phong ngoài mặt trận, đối mặt với bom đạn của kẻ thù. Xông pha trong bom rơi, bão đạn để hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc. Khi hòa bình, các cựu chiến binh tiếp tục giữ vững ngọn lửa cách mạng, kết nối yêu thương, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Qua nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội, các cấp hội đã tạo điều kiện cho nhiều hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất. Đến nay, dư nợ vốn ủy thác thông qua tổ chức Hội cựu chiến binh đạt hơn 686 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với giai đoạn trước năm 2019. Ngoài nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, các tổ chức hội cơ sở còn xây dựng quỹ hội, tạo nguồn vốn cho vay với lãi suất không đáng kể, hoặc cho mượn quay vòng, luân phiên với những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu về vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, tổng quỹ hội trong toàn tỉnh đạt hơn 20 tỷ đồng, bình quân 1,3 triệu đồng một hội viên. Ngoài hỗ trợ vốn giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các cấp hội còn triển khai nhiều mô hình mang ý nghĩa tương thân tương ái, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nghèo, khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần thắt chặt thêm tình đồng chí, đồng đội. Mô hình nuôi heo đất khuyến học của cấp hội cựu chiến binh Châu Đức là một trong nhiều mô hình tiêu biểu. 15 năm qua, mô hình vẫn được duy trì liên tục tại Ban chấp hành huyện hội, Ban chấp hành Hội cựu chiến binh 16 xã thị trấn và tất cả các chi hội. Số tiền thu được từ heo đất khuyến học toàn huyện hội trung bình đạt trên 140 triệu đồng một năm. Toàn bộ số tiền này dành tặng học bổng cho con hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Là thực hiện cái việc nuôi heo đất khuyến học hàng năm, Ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã Quảng Thành vào đầu năm, thông thường vào tháng 1 hàng năm là sẽ triển khai kế hoạch coi là nuôi heo đất khuyến học trên toàn địa bàn xã Quảng Thành. Thông thường vào tháng 11 bắt đầu là tất cả các chi hội đều là khui heo đất lên xã, chi hội nào đạt xuất sắc sẽ được khen thưởng. Sau đó là bình xét các hội viên khó khăn
thì đã cấp cho học bổng, coi là mỗi con em học sinh cựu chiến binh 500.000 đồng. Tương thân tương ái giúp nhau vươn lên trong cuộc sống, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã phát huy được tiềm lực của cựu chiến binh khá giàu, hỗ trợ vốn, cây con giống, kinh nghiệm làm kinh tế cho hội viên khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh có 81 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 95 gia trại, trang trại và 7 tổ hợp tác do cựu chiến binh làm chủ. Tất cả họ đều là những thành viên tích cực của hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh, các câu lạc bộ giúp nhau làm kinh tế thị thành phố, đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, động viên, giúp đỡ hội viên khó khăn làm kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng bằng trách nhiệm và tấm lòng tri ân. Những ngày tháng 7 ân tình này, họ lại hướng về các gia đình chính sách, người có công, san sẻ phần nào những mất mát, đau thương. Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ vào ngày 27 tháng 7, Hội Cựu chiến binh thành phố mời các đồng chí trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ cựu chiến binh và cựu quân nhân làm kinh tế thành phố Vũng Tàu, các đồng chí trong ban chấp hành và đại diện của công ty Đức Minh đến để chúng ta bàn bạc một số các cái nội dung hoạt động kỷ niệm. Chúng ta sẽ thăm và tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và một số đồng chí hội viên cựu chiến binh có nhiều công hiến đóng góp cho cái sự nghiệp chung của đất nước. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công ơn, góp phần giảm bớt những khó khăn đối với những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái và thực hiện các mục đích an sinh xã hội là nét đẹp của câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi thành phố Vũng Tàu. Trao đến những phần quà ấm tình đồng đội, các cựu chiến binh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, gửi lời động viên và mong muốn các gia đình chính sách, hội viên cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để xây dựng cuộc sống gia đình no ấm, hạnh phúc. Cái câu lạc bộ này xuất phát cái đây 20 năm rồi, không phải 27 tháng 7. Các cái dịp mà Tết lễ thì chúng tôi đều có đi thăm đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Trước ngày là các cựu binh nghèo thì gồm hỗ trợ để kịp thời với động viên tinh thần với lại các anh ở hội doanh nhân với tất cả mọi cái thì cho rất nhiều căn nhà nghĩa tình đồng đội rồi. Nghĩa là đấy, các cái hoạt động này nó đã diễn ra thường xuyên trong hầu như là trong 20 năm vừa qua. Có phát triển được kinh tế gia đình, có điều kiện để mà chăm lo cho những anh em khác được. Cho nên là trong không những từ đó đến giờ mỗi năm chúng tôi, ngay bản thân tôi là mỗi một năm bây giờ chúng tôi cũng phải dành ra khoảng 400-500 triệu để lo ủng hộ cho các đối tượng xã hội, cho anh em bạn bè đồng đội. Và cái đó tôi cũng đã làm trong nhiều năm vừa qua là đạt kết quả rất là tốt đẹp. Sau chiến tranh, các anh bộ đội Cụ Hồ đã trở về đời thường xây dựng cuộc sống mới. Nhưng có một thực tế là không ít người trong số họ đã đang đối mặt với những khó khăn. Những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, hướng về đồng đội bằng tất cả tấm lòng. Không chỉ như căn nhà nghĩa tình đồng đội, giàu ý nghĩa hơn, một chỗ che mưa, che nắng, mà những đồng vốn nghĩa tình, những cây con giống giúp nhau phát triển kinh tế, hay từng suất quà được trao tặng đã trở thành nguồn động lực giúp các cựu chiến binh và gia đình vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, triển khai sâu rộng công tác đền ơn đáp nghĩa, ngoài những ngôi nhà nghĩa tình, những đồng vốn giúp nhau, thời gian qua, tổ chức hội cựu chiến binh còn quan tâm tham gia giải quyết chế độ chính sách cho hội viên. Theo đó, các cấp hội phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tạo điều kiện giúp các cựu chiến binh, cựu quân nhân được hưởng đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định, như chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Quyết định 290 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. Chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương. Quyết định 142 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việc.
quyết định 62 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay về cơ bản không còn hội viên cựu chiến binh thuộc các đối tượng trên nhưng không được hưởng các chính sách đãi ngộ theo quy định. Đến đây chuyên mục Đại đoàn kết hướng đến kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024 với các hoạt động nghĩa tình đồng đội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nghèo khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần thắt chặt thêm tình đồng chí, đồng đội của các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh, xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.